Sau khi The Black Label đăng trailer giới thiệu là thành viên đầu tiên của nhóm nữ mới MLVV, Ella Cruz được Jisoo đăng story chúc mừng trên Instagram. Ngoài ra mới đây, Rose cũng bất ngờ gây chú ý khi được Lee Min Ho công khai bày tỏ tình cảm. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, The Black Label chính thức giới thiệu thành viên đầu tiên thuộc dự án nhóm nữ tân binh MLVV. Không ngoài dự đoán, át chủ bài của MLVV chính là Ella Cruz. Thông qua video trailer dài 2 phút, Ella Cruz khoe visual và khí chất vượt trội. Được xây dựng hình ảnh cá tính sang trọng, nữ tân binh được đánh giá sẽ là nhan sắc đáng gờm trong tương lai. Ella Cruz sinh năm 2008 là con lai Mỹ, Hàn, Đức. Với những fan K-pop, Ella Cruz không còn là gương mặt xa lạ. Trước khi trở thành thực tập sinh, cô nàng là mẫu nhí chuyên nghiệp. Ella từng ghi dấu ấn qua hàng loạt ấn phẩm thời trang và sàn catwalk. Năm 2018, Ella Cruz gia nhập The Black Label, dấn thân vào con đường trở thành thần tượng khi chỉ mới 10 tuổi. Tính đến nay, cô đã có 6 năm thực tập. Ella Cruz được đánh giá là một tài năng triển vọng khi có thể hát và chơi nhạc cụ thuần thục. Đặc biệt, Ella Cruz có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Blackpink, nhất là Jennie. Có thời điểm cô nàng được gọi là em gái sinh đôi của Jennie vì thần thái tương đồng của cả hai. Từ thời thấm bé, Ella Cruz đã được Blackpink ẩm bồng theo đúng nghĩa đen. Jennie chiều chuộng yêu thương Ella như em gái ruột. Ngay sau khi The Black Label phát hành video giới thiệu Ella Cruz, nhiều nghệ sĩ của YG và The Black Label đã chia sẻ bài đăng chúc mừng nữ thần tượng chuẩn bị ra mắt. Jang Somi, Jisoo, Blackpink, Taeyang, Big Bang là những nghệ sĩ được phát hiện chúc mừng Ella sớm nhất. 6 năm làm thực tập sinh ở The Black Label nên Ella đã có mối quan hệ rất tốt với các đàn anh đàn chị trong công ty. Nhìn tương tác giữa Jisoo và cô nàng tân binh, cư dân mạng không khỏi ghen tị. Ella Cruz xứng danh là tân binh khủng long, chưa debut đã được dàn sao hàng đầu K-pop ủng hộ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng MLVV mới là em gái thực sự của Blackpink. Ở một diễn biến khác, cuối tháng 7 khi Apple TV Plus đăng tải trailer của bộ phim truyền hình Pachinko 2, khán giả bất ngờ khi ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim OST cho phần phim này là Rose nhóm Blackpink. Rose hát lại ca khúc Viva La Vida của ban nhạc người Anh Coldplay. Đến mới đây, trong cuộc phỏng vấn về bộ phim Pachinko, Lee Min Ho đã có những chia sẻ bất ngờ liên quan đến Rose Blackpink. Cụ thể, khi được MC hỏi về cảm xúc khi nghe OST Viva La Vida với sự thể hiện của Rose Blackpink, Lee Min Ho đã không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích dành cho nữ thần tượng. Nam diễn viên Pachinko thừa nhận bản thân rất yêu thích giọng hát của Rose Blackpink. Rose là một ca sĩ với giọng hát mà tôi rất yêu thích. Khi biết tin Rose sẽ thể hiện bài hát Viva La Vida, tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi nghĩ rằng màu giọng và cách hát của cô ấy đã giúp đoạn trailer thêm chiều sâu vào những cảm xúc. Với tư cách là một người hâm mộ, tôi rất tận hưởng ca khúc này, Lee Min Ho nói. Trước đó, thông tin Rose thể hiện nhạc phim Pachinko đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Chất giọng đặc trưng của Rose giúp ca khúc này trở nên nhẹ nhàng sâu lắng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên nữ thành viên Blackpink thể hiện một ca khúc nhạc phim sau 8 năm ra mắt. Tôi rất vinh dự khi được tham gia trailer và phần cuối của mùa thứ hai loạt phim truyền hình dài tập từng đoạt giải thưởng và được hoan nghênh trên toàn cầu này. Rose từng chia sẻ với người hâm mộ khi lần đầu tiên thực hiện nhạc phim. Kể từ sau khi rời khỏi YG Entertainment, Rose cũng như các thành viên Blackpink hoạt động tự do và được thể hiện những khía cạnh mới của bản thân. Không chỉ thoải mái thể hiện tài năng, Rose cũng gây chú ý khi liên tục thay đổi hình ảnh mỗi khi xuất hiện. Trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 8 năm ra mắt của Blackpink, Rose cũng tiết lộ cô sẽ phát hành một album solo vào năm nay, trong đó có ca khúc Vampire Holy, ca khúc từng tiết lộ trước đó.